Bước 1, kiểm tra bộ phụ kiện được kèm theo máy, gồm có tay vặn cốc lọc, dây RO 3/8, dây RO 1/4, vòi nước, van khóa chia nước. Bước 2, lắp đặt các cốc lọc. Một là đường nước cấp đầu vào, hai là đường nước xả tràn, ba là đường nước thải RO, bốn là xả cốc lọc thô, năm là xả cặn bình lạnh, sáu là xả cặn bình nóng. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo khóa chốt cút của đường nước vào, đường nước xả tràn và đường nước thải. Kết nối dây RO được lắp với khóa trên nước vào đường nước vào. Lắp một dây RO to với đường nước xả tràn. Một đầu còn lại của đường nước xả tràn sẽ đưa vào đường nước thoát nước thải của hộ gia đình. Kết nối dây RO nhỏ với đường nước thải. Đầu còn lại của đường nước thải sẽ đưa vào đường thoát nước tràn của hộ gia đình. Đầu tiên chúng ta sẽ loại bỏ nút bịt vòi, sau đó lắp đặt vòi. Lưu ý là ấn xuống từ từ, tránh hiện tượng lệch xoang. Bước 5, cắm điện cho máy chạy. Cần đảm bảo là van khóa nước cấp đầu vào đã mở và van khóa bình áp đã mở. Lưu ý trong quá trình sử dụng, giữ cho đường ống dẫn nước thải từ máy ra luôn được thông thoáng, nên để máy sục rửa 1-2 tiếng đối với máy mới hoặc máy lâu không sử dụng. Sử dụng đúng điện áp cho máy lọc, thay lõi lọc nước định kỳ.